Anh nha. Ok, Maika xin kính chào quý khán giả của đài VAE. Hôm nay Maika rất là hạnh được gặp bạn này. Thật ra Maika gặp bạn này cũng rất là nhiều lần. Bạn là đồng hương Việt Nam mà cũng là cảnh sát của thành phố Arlington. Em có thể cho biết tên và biết là em làm trong thành phố nào anh không rõ? Dạ, em là Thái Nguyễn, làm cho sở cảnh sát thành phố Grand Prairie. Okay. Yeah. Thưa quý khán giả, Thái Nguyễn là cảnh sát cho Grand Prairie. Em làm cảnh sát thành phố Grand Prairie được bao lâu rồi? Dạ, em làm được 9 năm rồi em. Wow, 9 năm, you look so young. Em có thể cho biết em về chuyên môn gì và trong sở cảnh sát của Grand Prairie? Dạ, em bây giờ là em làm trong đội Deployment Unit, là cái đội này là chuyên đi tới những cái khu nào mà tội phạm phạm án cao đó, thì cũng tới để mà làm việc, để mà giữ an ninh trật tự cho những cái khu đó. Dạ. Rất là hãnh diện là mình có một người Việt Nam trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta là một cảnh sát trong đội hồi nãy nói em nói đội gì? Dạ, Deployment Unit. Deployment, tức là khi chỗ nào mà có không được an ninh lắm thì em phải tới đó, đúng không? Ngoài ra thì cái đội của em có trách nhiệm về về nạn buôn người và mại dâm và băng đảng. Tức là những cái tội phạm mà những cái tội rất là nặng thì Thái Nguyễn là tới để coi cái situation nó như thế nào. Thế thì như vậy là em làm lâu như vậy rồi, thì em how do you like it? Đây là ước mơ của em, là ước mơ từ hồi nhỏ, cho nên đi làm cảnh sát là những cái việc mình thích, cho nên mình không có nghĩ là mình đi làm mà mình đang thực hiện cái ước mơ của mình. Yeah. Vâng, Maika cũng biết cậu này cũng qua một thời gian và biết là Thái rất là thích làm cảnh sát từ hồi nhỏ, đúng không? Anh cũng nghe nói như vậy là rất là lâu rồi và rất là ái mộ. Thế em làm vậy là khoảng chừng bao lâu nữa em mới về hưu? Dạ, thường thường thì sở cảnh sát thì 20 năm sẽ về hưu, nhưng mà em nghĩ chắc em sẽ làm lâu hơn. Tức là tại vì em yêu nghề, đúng không? Dạ, đúng rồi. Ok, em có thể cho biết là em qua đây được bao lâu chưa? Dạ, qua Mỹ hả anh? Đúng rồi. Dạ, em qua Mỹ từ năm 99. Dạ. 99, tức là 20 mấy năm rồi hả? Dạ. Oh, wow. Ok, và ở cùng vùng Grand Prairie thì tất cả là bao nhiêu cảnh sát người Việt Nam? Hiện tại thì Grand Prix có hai người cảnh sát Việt Nam, em và thêm một người nữa là Andy Tran. Yeah. Ok, thế thì ở đây là Easter Times Square, em có thường tới đây vào những cái chương trình không? Dạ, thường thường ở đây nếu mà khi mà tổ chức những cái sự kiện gì lớn thì em đều có mặt ở đây. Thứ nhất là giữ an ninh, thứ hai là ủng hộ bà con cộng đồng của Việt Nam mình và các cộng đồng bạn. Yeah. Wow. Vâng, chúng ta rất là an toàn khi mà có những vị cảnh sát người Việt Nam đến và bảo vệ chúng ta. Vâng, cảm ơn quý khán giả và cũng cảm ơn em đã giữ an ninh trật tự cho thành phố cũng như bảo vệ người Việt Nam chúng ta. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, xin kính chào quý khán giả và hẹn gặp lại lần sau.